hình ảnh chất chơi sành điệu thời trẻ của danh hài Hoài Linh. Hoài Linh từng để kiểu tóc và ăn vận đầy phong cách thời mới về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Hoài Linh không chỉ là danh hài đa tài được đông đảo khán giả yêu mến, và còn là một nam nghệ sĩ có hình ảnh thân thiện gần gũi ở cả trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường. Không giống như sự chỉnh chu của đồng nghiệp thân thiết là Chí Tài, Hoài Linh thường chỉ thích mặc áo bà ba khi xuất hiện trước đám đông và thỉnh thoảng mới diện sơ mi, vest kết hợp với quần tây đơn giản khi đến các sự kiện trang trọng. Ngoài cách ăn mặc giản dị, Hoài Linh không thích ăn sơn hào hải vị mà trung thành với món cá khô và nước mắm ngay cả khi đi lưu diễn nước ngoài. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn trên Dương Việt cách đây không lâu, Chí Tài bật mí bạn diễn lâu năm từng là người ăn chơi sành điệu. Bây giờ mọi người thấy Hoài Linh sống khép kín, nhưng thực chất ngày xưa lúc mới về nước, cậu ấy cũng quậy và đi chơi nhiều lắm chứ không hiền lành đâu. Như tôi được biết, ngày xưa Hoài Linh đi chơi mỗi đêm, không đi ăn uống thì cũng sẽ đi cà phê vũ trường, còn tôi chỉ lâu lâu một lần thôi. Nhưng bù lại tôi chơi kiểu nhỏ giọt, giữ sức để cứ chơi, cứ vui được mãi. Còn Hoài Linh thì đã qua thời điểm đó rồi, bây giờ chỉ chăm lo cho nhà thờ tổ thôi. Bên cạnh chia sẻ trên, một số hình ảnh tư liệu cũng chứng minh Hoài Linh thời trẻ là người rất sành điệu. Thời trẻ, Hoài Linh từng để kiểu tóc dài ngang vai, nhuộm highlight và ân vận, sử dụng phụ kiện đầy phong cách. Anh cũng để kiểu tóc bộ luống, chọn trang phục sành điệu khi đi diễn. Và cả kiểu tóc râu phong trần từng được yêu thích ở nhiều nước châu Á. Năm gần đây, Hoài Linh trung thành với áo bà ba và thỉnh thoảng mặc vest áo sơ mi ở các chương trình phù hợp.